Đấy. Đấy, mở đi. Redmi Note 2. Oppo mà phải. Đấy. Oppo gì này? Mày mua mày có kiểm tra hàng không đấy? Gì đấy, quà của em đấy. 1 tỷ không bán này. À, happy birthday 23 đây, đây, tuổi. Đây 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 đây. Hello, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của Kaka Lương Vlog nhé. Ngày mới mình chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là vui vẻ. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip mình chôn ông anh của mình nhá. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của ông ấy nên là hôm nay mình sẽ lấy cái khẩu trang trước mình chế để mà chống virus corona ấy. Hôm nay mình sẽ gói vào trong cái hộp điện thoại để mình lừa ông ấy, chôn ông ấy. Đấy, bây giờ mình sẽ đi đóng gói vào hộp nha. Đấy, mọi người cùng theo dõi video của mình nhá. Đây mọi người, đây sẽ là một cái hộp điện thoại rất là xịn sò nha. Oppo Reno 2 này. Đó. Để cái vỏ cho nó hoành tráng một tí. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình mở ra xong mình cho vào bên trong nha. Siêu bất ngờ cho thằng anh mình luôn. Đó, giờ mình sẽ đặt vào trong nha. Giờ mình sẽ cho thằng anh mình lú như con cú luôn. Để cái gì ta? Đây, từ từ nha mọi người. Rồi, đó mọi người xem này. À, happy birthday đó. Giờ mình sẽ đợi vào nha. Đó, giờ mình sẽ nắp vào này. Ok nha mọi người nha. Đó. Rồi, cái hộp trông rất là xịn sò nhưng mà bên trong không biết là cái gì luôn. Đó. Giờ mình sẽ đi tìm thằng anh mình và mình chuẩn bị bắt đầu chôn nha. Đó. Mọi người cùng theo dõi video của mình nha. Rồi mọi người cùng đi theo mình nha. Đấy, mọi người thấy chưa? Mình đã đóng gói vào cái hộp điện thoại rất là xịn sò rồi nha. Đó. Ông đang ở bên kia. Xem phản ứng của ông sẽ ra sao nhé. Đấy. Giờ bắt đầu đấy, sao bên. Đấy, ông ở bên kia kìa. Ơi, làm gì đây? Chơi thôi. Chơi à? Không biết chơi đâu. Chán nhỉ. Ha. Quay gì? À, hôm nay nghe nói sinh nhật anh à? Ờ. Mà anh có thông báo gì, Facebook có thông báo mà biết nhỉ? Anh em mình chơi bao nhiêu năm này chẳng nhẽ không biết này. Đấy, đây này. Nãy em có đi ra ngoài thì giấy di động em mua cái điện thoại em tặng anh. Tặng chúc mừng sinh nhật nha. Mở ra xem. Đấy, mọi người cùng theo dõi nha. Nhìn cái khá đấy, nhìn khá nhỉ. Nhìn cái hộp thì xịn sò rồi đấy nhưng mà mở ra xem. Thôi, cảm ơn trước nhá. Đấy, xem cảm ơn đi. Nhá. Mở xem. Đấy, sinh nhập từ 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 để bây giờ nhá. Bây giờ em đứng đằng trước quay để lát em đang lên trên Facebook để khoe bạn bè. Đấy, mở đây. Bây giờ mở này. Mở đây. Đấy. Đấy, mở đi. Redmi Note 2. Oppo mà phải. Đấy. Oppo gì này? Wow. Mày mua mày có kiểm tra hàng không đấy? Gì đấy, quà của em đấy. 1 tỷ không bán này. À, happy birthday 23 đây, 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 đây. Qua bên kia xem nào. Đây đây. Thì đấy, em có bảo là đi đâu. Em tặng quà anh mà. Tại cái hộp xịn sò thế mà làm tim anh đập bừng 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 ra. Làm tim anh đập bừng 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 ra. Đấy, xong giờ mở ra là thấy cái này, cái khẩu trang này cũng thấy cũng khá đấy nhỉ, dày mà. Thế anh biết làm bằng gì không? Này chắc mày miếng vải linh tinh mày vá vào cái gì? Thế anh thấy cái áo của mẹ bao giờ chưa? Đeo vào thế mà. Được rồi.
Đấy, xem nào. Được phết thôi anh ấy. Đây. Đấy, được xịn sò phết. À, đeo kính vào. Có kính đây. Được đấy. Chất lượng không? Cái này khẩu trang tốt, mới tốt này. Mấy kia mỏng lắm. Oh my god! Wow! Đấy, mọi người được. Ngon không? Ngon. Thế đổi bên kia xem nào. Đổi bên kia xem nào. Bên này gì? 1 tỷ 0 bạc. Đây nhá, ví dụ như bây giờ em bảo nhá. Cái bên này này anh cầm đi. Cái bên này là sinh nhật phải không? Hôm nay sinh nhật thì anh đeo bên này. Còn là anh đi ra đường này, anh đeo bên này. Đấy, anh đeo vào thế nào. Thầy chữ 1 tỷ là thầy có giá trị rồi đấy. Thôi cảm ơn nhá. Thôi cảm ơn nhá. Đeo thầy dễ chịu. Đâu, xem nào. Đấy. Ngầu, mắng đẹp phết đấy nhỉ. Đẹp đấy. Đấy, về đây em. Đấy. Anh em mình chụp hình cái. Đấy, mọi người ưng không? Ưng không? Quả này mà ngoài đường bụi cái gì thì chấm hết luôn. Không có một giọt bụi, hạt bụi nào vào được luôn đấy. Phải nói là cái quả mình hơi bị chất luôn đấy, anh ngầu đấy. Hôm nay em bảo định tặng không cho anh nhưng mà kiểu quà sinh nhật thì không có hộp ấy. Không có cái hộp ngon ngầu nó cứ kiểu gì ấy, nên là em gói vào trong cái hộp điện thoại ấy, nó oai một tí thôi. Đấy. Nếu mà có sinh nhật anh năm sau thì làm oai thật nhá. Rồi ok. Oai thật nhá. Nếu mà năm sau thì có điều kiện thì em sẽ làm. Năm nay là thấy oai oai đấy, nhưng mà chưa oai mấy đâu. Anh mà đeo cái khẩu trang này mà đi tán gái thì thôi rồi luôn đấy, khỏi nói rồi. Đấy mày vừa nói đến gái, vừa nãy anh vừa thấy hai đứa đi ra ngoài kia rồi. Ờ nhỉ anh, em vừa đi, em vừa thấy đi qua đây. Hay giờ anh đi test luôn, test thử bộ này xem nó có auto đổ thật không nhá. Ừ, đi, được mà. Đi ngay, test thử đây. Úi giời, còn đi với quạt xe này, thứ nào chi nói. Đấy, đây. Ấy, chốt đấy. Này. Khẩu trang 1 tỷ nhá. Đấy, xe ngon nữa. Đấy, ui giời ơi, này đi gái nào mà chịu nổi. Có đi thật à? Tưởng đùa chứ. Anh đi test thử xem được chứ. Được không? Được chứ. Nếu mà đi được thì quay lại nhá. Rồi đi trước đây. Đi thử máy. Đi nhá. Rồi ok, đi đi. Ây da, ông này đi thật chứ. Vãi luôn mọi người ạ. Ấy mọi người ạ. Mình cứ tưởng ông về đi tán gái bảo ông nói đùa chứ. Hóa ra ông nói thật mọi người ạ. Rồi, thôi clip đến đây cũng khá là dài rồi mọi người. Nếu mà mọi người thấy video của mình hay ấy, thì hãy nhấn like, đăng ký hoặc là subscribe cho kênh của mình nhá. Đấy, mọi người nhớ like cho kênh của mình nhá. Hẹn gặp mọi người ở clip sau nhá. Bye bye.